chị hỏi bé Thư một câu. Em có bao giờ cảm thấy bất mãn, em cảm thấy là em đã rất ngoan rồi so với những bạn nữ cùng trang lứa với em, mà mẹ vẫn chưa hài lòng ở em, mà mẹ vẫn đang đòi hỏi em, mẹ em không biết là mẹ đang đòi hỏi em ở những điều gì. Em có bao giờ cảm thấy giống như vậy không? Em luôn luôn cảm thấy như vậy. Tại vì tuổi thơ của chị cũng luôn luôn đặt cái câu hỏi đó. Chị chia sẻ với Thư điều này, chị không biết là Thư có bao giờ nghĩ như chị hồi xưa không? Tại vì ngày xưa trong cái khoảng của chị bằng tuổi Thư á, thì chị đã từng bị những lúc bị tự kỷ với bản thân mình, và từng bị đẩy đến một cái cảm xúc là một, chị sẽ ăn chơi hư hỏng luôn, cho gia đình thấy là ok, bây giờ ba mẹ muốn con như vậy chứ vậy con sẽ không làm gì hết, con sẽ như vậy nè, con sẽ hư như vậy nè. Hai là chị phải nỗ lực gấp đôi người bình thường để chứng minh cho ba mẹ chị thấy là ba mẹ muốn con như vậy, nhưng con sẽ phải phát triển được như vậy và phát triển tốt hơn như vậy nữa để ba mẹ nhìn thấy được là cái định hướng con đi là đúng. Thì Thư đã dám nói với mẹ, bao giờ dám nói với mẹ điều này chưa? Dạ chưa. Vậy là hình như mình hơi thiếu sót cái gì rồi đúng không nào? Mình thiếu sự chứng minh. Đúng rồi. Chúng ta thiếu bằng chứng. Tức là mình không nên đối chọi lại với gia đình của mình. Mình không nên gây hấn với gia đình. Mình cũng không nên đem tất cả những cái nỗi niềm đó trở thành một sự bất mãn của mình từ ngày này qua ngày nọ. Tại vì tại sao chị tâm sự điều này? Tại vì chị sợ một ngày nào đó em sẽ bứt ra và em sẽ hư. Để không đi những bước quá sai và có người níu mình lại thì chúng ta cần có một người bạn. Người bạn đó là ai? Là do con định nghĩa. Có thể là mẹ, hoặc có thể là cái đứa ngồi kế bên con. Cô Miyu có một hành trình, cũng có nhiều chàng trai săn đuổi như con. Và cái điều mà cô Miyu có thể chiến thắng được tất cả đó là cái đầu tỉnh táo nhất có thể con nhé. Như vậy thì bây giờ muốn người ta tin mình, muốn mình không dở, mình phải làm tốt đẹp hơn cho đời con nhé. Đó, ok. Cố gắng hơn người ta gấp nhiều lần. Dạ. Ok. 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 Tôi nghĩ là cuộc gặp